xin làm nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ giám sát nhân dân. Vâng, tôi sẽ giám sát tất cả công an an ninh ở đây, làm nhiệm vụ phục vụ bảo vệ nhân dân và bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Vâng, tôi sẽ quay và livestream lên đây cho tất cả nhân dân cùng biết. Đây là một ông cụ, một cựu chiến binh đang đeo trên mình một cái băng khẩu hiệu về nỗi oan ức của mình. Đây là một gia đình chính sách và từ lúc nãy giờ có rất nhiều công an an ninh đang bám theo cụ, gây khó dễ cho cụ. Dạ vâng. Tôi định làm một cuộc phỏng vấn với cụ thì rất nhiều công an ninh đã đến vây quanh và gây khó dễ cho tôi. Và bây giờ tôi chính thức thực hiện quyền giám sát nhân dân của mình để giám sát những hành vi này. Và tôi sẽ lan tỏa về điều này lên trên tất cả nước, gửi đến Quốc hội, gửi đến Chính phủ, gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi đến Bộ Chính trị rằng những hành vi này có thể chấp nhận được không? Đây là quyền tự do đi lại, quyền tự do biểu tình, quyền tự do nói lên ý chí, nói lên tình cảm của mình, nói lên nỗi oan ức của mình. Vậy thì các anh, những người bảo vệ nhân dân, những người ăn thuế của nhân dân, các anh hành xử như thế nào? Đây, bao nhiêu con người đây? Vâng, xin mời nhân dân cả nước hãy theo dõi, hãy xem họ làm việc như thế nào. Vâng, và kia thì có một người làm cái nhiệm vụ là quay lại hình ảnh của tôi. Trung dân Việt thương của tôi có hàng ngàn clip ở trên internet rồi, quay lại cũng thế mà thôi. Dạ vâng, con xin được phỏng vấn trực tiếp cái nỗi oan ức của cụ. Và để đảm bảo tính minh bạch, sáng rõ, con xin phép cụ là nói cái nỗi oan thực sự của mình, nói lên sự thật. Nói chung là vấn đề gọi là tham ô tham nhũng, tôi chống vấn đề tham ô tham nhũng. Thế thì tôi làm cho con cháu bị chất độc da cam, cái nhà từ năm... từ năm tôi về hoàn thành nhiệm vụ, từ năm 1977 thì tôi trở về nhà xây dựng gia đình. Đến nay tôi mới làm được gọi là, mới gọi là làm một tí, mà tôi mua đất của chính quyền. Sau đó tôi chỉ mới gọi là làm lên được một tí. Đến bác ơi, cho con hỏi một chút, đất là đất của nhân dân chứ, sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân chứ của chính quyền đâu ạ? À không, đây là tôi mua. À dạ vâng. Vâng vâng, đây là tôi mua của chính quyền. Dạ vâng. Thế thì đến lúc như thế là đến tôi mua là mua lâu lắm rồi. Tôi chả nhớ đâu. Thế thì đến năm 2013 thì chính quyền chỉ cho tôi làm được cái móng, thì tôi chỉ làm được cái móng thôi. Thế đến năm 2014 đến năm 2016 chứ, tháng 3 năm 2016 thì tôi bắt đầu mới dựng lên, mới xây được lưng cực tường, thì bắt đầu chính quyền đến cưỡng chế. Thì coi như là lý do của họ cưỡng chế là gì ạ? Cưỡng chế có nghĩa là coi chỉ, họ chỉ có cưỡng chế, họ bảo như thế là đất tôi lấn chiếm. Mà bác đã mua rồi? Đã mua rồi, có hóa đơn chứng từ, có hóa đơn chứng từ. Vâng. Thế thì sau đó như thế là bảo nó cứ nói là lấn chiếm thôi. Sau đó nó đập toàn bộ, tôi đổ được 10 cái cột thì đập 5, xây lưng trường tường đập toàn bộ xuống tới mặt móng. Đấy. Dạ vâng. Đấy, nó là như thế. Dạ thế vâng. Thì sau đó đến đánh thì bắt đầu nó, chính quyền nó đánh tôi. Nó đánh tôi bác, nó. Đánh bác. Nó đánh tôi, coi dập dập một rẻ xương sườn. Dập một rẻ xương sườn. Vâng, dạn xương sườn. À dạ vâng, dạn xương sườn. Dạn xương sườn thì sau đó nó khênh nó vứt ra ngoài đường. Khênh bác vứt ra ngoài đường. Vâng. Đây là cái hành xử của lũ cướp chứ đâu phải của chính quyền. Cướp mà. Thế thì đấy là tà quyền của chính quyền không bao giờ hành như thế cả. Chính là chính, tà là tà, mà hành xử thế đâu gọi là chính đâu bác. Đây là chính, đây vợ tôi thấy khênh vứt tôi ra đường mới chạy ra kêu, thế là thằng phó chủ tịch xã đánh luôn cái lùi cui vào mặt. Bây giờ hiện tại bây giờ là bị mù mắt ngồi nhà. Vâng, đây là những tội ác rất kinh khủng. Sau đó phải lên án. Vâng. Sau đó chiếc xe lăn của con cháu đây ở nhà, để ở nhà, để trên trên đường bê tông. Dạ. Thế thì thằng trưởng công an ngoánh xe đánh cái xe của xã, của huyện, của hiệp kia, xe ô tô đến, thế là nó bê, nó vứt ráo cả lên ô tô là nó chạy. Dạ vâng, thế con xin bác đấy là nó cướp. Vâng, cho con hỏi là cái chị ở đây, là cái bạn đây là con của con gái của con gái của bác ạ. Vâng. Dạ vâng. Bạn này tên là gì ạ? Nguyễn Thị Huyền. Bạn Huyền ạ. Vâng. Dạ vâng.
Vâng, thế thì bạn Huyền là bị chất độc màu da cam. Vâng, chất độc màu da cam. Chất độc màu da cam này là do đâu mà ra? Do là bác sinh hoạt ở cái nơi có chất độc màu da cam hay là bác là chiến sĩ ạ? Tôi đi hay là bác là quân đội 68. À vâng. Ở trong miền Đông Nam Bộ. À bác là một chiến sĩ. Vâng, đáng là một. Đến năm 77 hoàn thành nhiệm vụ tôi trở về nhà gia đình. Thì không biết là bác là người có công với cách mạng mà vâng. Gọi là gia đình chính sách đó ạ. Vâng, đấy ạ. Dạ vâng. Thế được rồi, cái nỗi oan ức của bác như vậy thì con xin được chuyển tải lên cho cư dân mạng, cho vâng. Toàn thế giới vâng. Và đồng bào, đặc biệt là những người yêu nước biết để vâng. Cùng phán xét cái hành vi này. Vâng. Dạ vâng, con xin được cảm ơn bác ạ. Vâng, cũng cảm ơn anh giúp đỡ gia đình.